Đức thầy nó nay gần đến Long Phi Xà Dĩ, xà là gắn đó, dĩ là ngựa đó, cảnh gian nan bá tánh hầu kề. Rồi có câu Đức Phật ông nói là năm rồng gắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề tay phôi. Đó trạng trình truyền sắm mấy lời, ngày nay dân chúng vậy thì ráng nghe. Đó. Rồi Đức thầy nói như thế này nè, con rồng mới nửa rút nanh. Nửa rút nanh là gì bà con? Nửa rút nanh là tất nhiên cái nửa năm rồng, phải không? Đó, rồi ông trở lại ông nói nè, trung ương gồng lộn ê hề thay phơi là cũng nửa năm rồng, phải không? Đó, thì theo cái sự hiểu biết của mình ngắn ngủi nó là như vậy. Còn những bậc cao minh cao đồ hiểu sâu thì mình không biết nữa. Còn theo cái sự hiểu biết của mình là trung tiếng là chính giữa, con rồng nửa rút nanh cũng là cái nửa. Mà mình bình luận lời Đức Phật nói là không sai. Bà con gắng lo tu hành, để nếu mà lo thôi là không còn kịp. Cuộc đời này hạ quân nay đã hết đời, cũng như là cái chiến đò chót. Cuộc đời như chiến đò chiều, mau mau nhẹ bước qua đò sông mê. Nếu cái chiến đò chiều này mình không gắng tức tốc lo tu hành thì không còn chiến đò nào nữa. Bởi vì Đức Phật nói trong cái bài cảm tác đó là muôn năm mới có một thời, tới kỳ hiệp hội Phật trời định phân, chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi. Đức thầy xa vắng đây là một cơn thử thách, coi tín đồ mình có ai siêu, ai ngã, ai bền. Mà Đức thầy ra đi là Đức thầy nói đó là chịu cay đắng tu hành mới giỏi, hay là dầu mắc phải mưa đơn gió kép ta tu, dầu có cùi gió kép, dầu có lạnh chết cũng chẳng gì thế mà chán nản. Chứ con đường xa mới rõ tài, con ngựa ký tín đồ mình như bây giờ đây á. Thì Đức thầy nó từ đây bắt đầu cha nọ là con từ đây nhơn giặc mòn hao lần lần. Cái người không kiên trinh theo cái tôn giáo Phật giáo hòa hảo mình thì dễ bị tiền bạc, dễ bị danh lợi tình. Rồi bắt đầu nó làm cho mình đánh mất cái chân tâm Phật của mình. Thành ra tới chừng thầy trở lại rồi mình không có đầy đủ nghĩa nhân làm sao đi về với Phật được. Mà Đức thầy nó chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi. Đức thầy xa vắng này để thử thách tín đồ, con ra đi tín đồ có làm tròn vẹn không đó. Chừng nào thầy lại gia chung, gia là nhà, chung là chính giữa gia đình, thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che. Quý bà con muốn mong gặp thầy Phật trở lại thì bà con nên cố gắng tu hành, đừng vì danh lợi tình đánh mất chân tâm. Bà con thấy biết bao người hầu vô thủy, tới bây giờ từ quan tới vua tới dân giàu có còn lại những gì? Trăm khéo trăm khôn ngàn giả dại, ngàn mưu ngàn kế cũng quần không. Suốt đời lo lắng rầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay vẫn phủi không. Cha mẹ vợ con lâu rồi chết, rồi mình đâu có ở được bà con, rồi mình cũng sẽ ra đi trước sau. Mà Đức thầy chúng ta nó đời đặt hết cơn bệnh người này rồi, hết người này tới người nọ, hết người nọ tới người kia, khắp trong nhân loại không thiếu sót một ai. Mà chính ta là một người đứng trong vòng của định lực vô thường. Muốn khỏi cái định lực vô thường này, ta phải tức tốc lo tu hành, mới không còn ở cái thế giới vô thường này. Cũng như Đức thầy nói vô thường quỷ dắt ai binh đằng nào, không có ai binh mình nổi. Dầu thương vợ, thương con, thương của cải, không ai binh mình. Mà quan trọng bà con gán giữ sáu chữ Di Đà và hành y theo cái khuôn khổ của Đức thầy dạy. Mà Đức thầy chúng ta nói từ rài hai ốm mai đau, không có thuốc nào hay bằng cái thuốc nhất tâm niệm Phật. Ráng tu đem được Phật vào trong tâm thì sẽ thoát những nỗi khổ niềm đau. Còn mình thuốc hay mà ngạt con cái mình không niệm Phật cũng không hay. Mà Đức thầy ông nói từ rài hai ốm mai đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm mình niệm Phật. Mà thí dụ mình còn đau ốm bệnh hoạn, nhiều khi bà con không hiểu tại sao tôi sợ nghèo, sợ khổ, sợ bệnh hoạn, tôi tránh vẫn đau hoài. Là bà con biết sao không? Mình đã trả cái nghiệp, hầu nhiều tiền kiếp mình đã đây tạo dứt nghiệp mình mới về được. Mà mình trốn chạy đi đâu mình đã mang nghiệp hình, mình phải trả quả dữ, trả rồi nhân hiện đến. Đó là hết cơn bị cực tới hồi thế lai. Mình tu, việc tu hành nhồi quả đường phiền mà trở lại, mình than, mình trách. Rồi bắt đầu mình bỏ cuộc là tại mình suy nghĩ không có đúng lẽ. Càng khổ càng tu, càng bệnh càng tu, càng
càng cay đắng chừng nào, rắn tu hung chừng nấy thì sẽ vượt qua những chướng ngại trong cuộc đời. Cũng như Đức Phật, Đức Thầy nói là trai với gái gắn coi sử sách, đứng chung thần với kẻ tuyết chinh, hay là ông nói ngày xưa những bậc thánh hiền đâu phải dễ đâu, vào than ra thở dạ nào trách than. Bởi mình tu là mình phải chấp nhận cái cay và cái đắng, chấp nhận mọi cái vướng mắc mới thấy được cái hạnh của mình mới cao. Chứ còn nó tu mà dễ quá, nó đâu có giá trị bà con. Thành ra từ chỗ đó Đức Thầy chúng ta nói bà con tu hành, chấp nhận mất mát, chấp nhận cay đắng, chấp nhận nghèo khổ. Mà Đức Thầy nói tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo rập điều cao quý. Hay là chữ bằng là nghèo, tiện là tệ, khuyên dân đừng có nại, miễn cho ta trở lại ngay đàn. Chữ vinh qua giờ chớ có màng. Quý bà con chấp nhận bỏ tất cả thì sau này sẽ có tất cả, mình sẽ thành công mỹ mãn. Đức Thầy nói mình đọc lời Đông Văn là đến năm Thân Dậu tai đầy sấm gian hung đồ với lũ dọc ngang. Bình thường hung đồ vũ ngang đâu tu đâu, đến sau rơi máu khắp tràng mới tu. Thấy là lúc đó mới thấy lời Đức Phật nói trúng quá rồi. Thành ra lúc này mình tu dường như Đức Thầy nói là con nói này, muốn tu còn đợi chiều mới, khuyên người ghen sớm thì xài lâu hơn. Thành ra mình phải gán ghen sớm, chứ mình để trễ chày là không kịp. Mà khuyên người ghen sớm thì dài lâu hơn. Thành ra bà con nên cố gắng tu hành. Chứ mình có cái thân này nó thiệt với bà con á, chứ có thân này đâu lúc nào toàn vẹn yên vui. Đã lọt ra khỏi lòng mẹ khổ rồi, còn lo chén cơm manh áo, rồi nhỏ tới lớn biết bao nhiêu sự khổ. Mà Đức Thầy chúng ta nói thấy trong bá tánh quá dài gian nan, nghèo thì bám mặt cho đất, đưa lưng cho trời mới có chén cơm manh áo. Còn nghèo thì ăn, giàu thì ăn sung mặc sướng, nhưng mà ngủ không yên. Tại sao ngủ không yên? Bị gì? Sợ gian phi trộm cướp gình mò, rồi sắm xe sắm cộ, sắm những gì quý cho con mình để đi ra đường, sợ người ta nó đón đường nó lấy của. Thành ra Đức Phật, Đức Thầy nói ôi cả sang hèn mấy ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đặng giữa Phật đài cho thông thả hưởng mùi sen báo. Mà bà con tu đúng theo cái giới lực của Đức Thầy chúng ta chỉ dạy rồi đó, khổ buồn gầu lo sợ chẳng còn, thì đồng tiền trên thế gian vua chúa sánh kịp không bà con? Không còn sánh kịp. Mà ngặt chúng sanh bá quá gì quá mê, trong cái bài thu đó cuối đó, Đức Thầy nó thấy sanh chúng quá riền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn gian, ổng chuyển kiếp nhiều lần để độ chúng sanh đó. Bạch chinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần, vượt cảnh khổ muôn phần u ám, ganh rét hờn là thảm muôn bề. Khuyên trong nam nữ chợ quê, cúi đầu thuyện niệm trong về Tây Phương. Hơn thua gì yêu cầu bà con đã tu rồi, mình chấp nhận thiệp tất cả. Chúng chặt gì ai nói nên do hư, mình cúi đầu mình thiệp mình sẽ đi qua. Còn mình mà không thiệp là mình không có giữ giới lực của Thầy, là sự hành đạo mình nó rất phí, rất uổng lắm bà con ơi. Thành ra ai hơn thua, ai phải quấy mặt tình ai, bổn phận mình là một người tu hành. Đức Thầy nó phận tu hành tay rác mặt lì, chịu cay đắng cho người sang sớt, lòng sầu riêng hãy nên nguôi bớt, đừng thở than bằng đến lòng ta đó. Thành ra thí dụ như ai hơn thua mình nghĩ đây cái trước tôi thiếu nợ nó huệ nghe, là bà con không còn phiền. Còn đứa không à, mày quậy tao mày mắng nhiếc tao mà nói đầu cổ tao đó, mình cự lại là thua, kiếp trước tao thiếu nợ thôi về cái là mình không còn hờn giận. Còn bà con niệm Phật nhiều để chi? Đức Phật biểu mình niệm Phật nhiều để cái tạp niệm chúng sanh nó lặng rồi, thì trí huệ phát khai, cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ dẹt. Lúc đó cái ánh sáng bi quan của Đức Phật sẽ dẹt, thấy được cái chân lý rồi, mình thấy cõi đời mình nhàm chán nó rất ngắn ngủn. Đức Thầy nó còn một đoạn: mưa tầng nắng sở trải qua rồi, diệt dở quá hai thế gian sẽ bước thánh tài, bế bồng con dạy hát bài khải ca. Lúc Đức Thầy mới mở đạo thì người có duyên thì nghe thì tin, còn người không duyên nói kể chi. Đức Thầy nó kể chi miệng mối lưỡi lần, mặt tình thế sự kêu thần ấy ông. Mà lúc đầu thì thấy chưa có hoàn mỹ, người có duyên thì tin đó. Nhưng mà sau này thì mình nghe được cái giáo pháp của Phật rồi, thì Đức Phật, Đức Thầy bế bồng con dạy hát bài khải ca, là con người quá nhàn hạ. Mà Đức Thầy nó tu cho nhàn hạ tấm thân, thấy không?
thì mình sẽ thành công. Thành là trong bước cái đường của nhà tu phải trải qua những chông gai hiểm trở với chân chiên đủ thứ, mà bà con chúng ta là một người tu phải chấp nhận mọi sự đó, phải chấp nhận mọi sự đau khổ mất mát đó, rồi mới có một cái thành công mỹ mãn. Cũng như Trần Minh trước đi học không có quần bẩn, nghèo khổ, bạn bè nó che miệng nó cười, mà tới chừng sau đổ chạn đó mình chê này tệ, bây giờ nó đổ chạn. Còn Đức Thầy nói sao đắc đạo tiếng đồn bốn biển, phải không? Mình tu hành ngon lành sao đắc đạo tiếng đồn bốn biển, thì mình là một người con của Phật còn gì bằng. Dạ dạ ông Tám, mưa tàn nắng sợ có phải là Trung Quốc hay Campuchia không Tám? Mưa tàn theo cái sự hiểu biết cạn của mình đó, tàn là gì mà Đức Phật nói tàn dương khởi loạn bốn phương nhộn nhàng. Tàn là gì? Là tàn thủy hoàng, phải không? Là nó có làm bá chủ các nước, nước nào anh ta cũng muốn vô làm bá chủ không, phải không? Cái thời cuộc bây giờ mình thấy lớp nào là sụp đất nè, rồi lớp nào là coi như là sóng thần nè, rồi lớp nào dịch bệnh nè, thì mình thấy rồi chiến tranh nó bùng lên nổ lên cái nữa thì rõ ràng là coi như nạn tai dồn dập sớm làng còn chi. Đây là cơ trời đã định, thầy đã bài khai cho mình đã biết trước gì hôm nay. Vì vậy mà Tư Hoàng chia sẻ về cái đề, cái mệnh đề này thôi. Còn cô bác nào nói ở dụ có hay là không, mà tin không tin là chẳng qua cái duyên mình không có với Phật quá. Từ chỗ đó là mình an nghi, mình lưỡng lự thôi, chứ thật sự ra với lời Phật thầy lãnh sứ mạng trời mà nói không có là sao? Nếu không có thì ráng chút nữa đi. Tới ngày tháng 10 coi mình coi làm sao, coi có hay là không. Để tam thế chiến nó bùng nổ lên rồi. Thầy nói ngoài Trung Đông đó, có nghĩa là ở ngoài đó là có để tam thế chiến là ngoài Trung Đông là nó khởi sự đầu tiên. Rồi vì vậy hôm nay mà trong cái đất nước Việt Nam mình nó chưa tới gì chỗ đó mà thiếu đi cái sự tin tưởng, rồi nan nghi cứ nói theo cái ý phàm của mình. Thì nói theo ý phàm của mình mà mình bằng thầy bằng Phật không đó. Thì mình gán chút nữa đi, mình coi thử coi, rồi bước qua cái thịnh trị này nè, rồi chiến tranh nó bùng tràn lan hết trơn là ngoài Trung Đông nó chết cứ còn là khủng khiếp ở ngoài. Thì coi như là cô bác huynh đệ mình thấy rõ ràng đó. Thì ở đây Tư Hoàng xin chia sẻ cái ý đề này để cho cô bác mình vững an, chứ đừng có lưỡng lự, đừng có nan nghi, đừng có mà nói là có hay là không hay là cái gì. Lời của Phật của thầy lãnh sứ mạng trời bài khai để thức tỉnh mình, cho mình tu hiền. Cho cô bác huynh đệ ráng tu, ráng làm hiền, ráng niệm Phật, để là mình sau này mình mới còn được sống nối đời. Mà không nghe lời mà trở lại còn hỏi có hay là không, hay là có nghĩa là theo cái ý hoàn mình bằng trời với Phật hơn. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chấn chỉnh như cô bác huynh đệ cái chỗ này, nếu ai mà nói cái vụ có hay là không tới rồi mà chưa thấy gì đó, coi chừng thấy gì nữa. Giờ nào ở ngoài giờ nó quýnh kêu bằng là tràn lan hết rồi, mà đại ý là coi như là ở ngoài Trung Đông á, đệ tam thế chiến nó bùng nổ lên, có nghĩa là coi như là cái màn một ở ngoài Trung Đông trước đầu tiên, rồi mới tới Biển Đông màn hai, rồi màn ba là cái vùng thất sơn màu nhiệm. Như vậy thì coi như đã rõ ràng bây giờ nó đang đánh với nhau đầm ấm ngoài rồi. Thậm chí ba cái năm thịnh trị này nè, lời tiên tri của Đức Trần Trình Ngài đã khẳng định rồi, là năm gồng gắn ngựa dê này nè, là bốn năm này nè chúng sanh thế giới ê hề thay ti đó. Rồi tới chừng đó nó nghe rồi ráng mà niệm Phật cái, chứ đừng có nói mà bây giờ hỏi có hay là không. Cái cơ trời định Phật lãnh sứ mệnh bài khai, tài lãnh cái sứ mệnh của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế để bài khai thức tỉnh mình. Rồi bây giờ cái mình không tin không nghe, chết tới bây giờ đây mà không lo niệm Phật, lo làm hiền ở đó, bây giờ là hỏi có hay là không. Tới chừng có sợ mình ngộp thở, tại vì mình không lo niệm Phật, không lo để mà hoài đầu hướng thiện nè, mình cứ lo chống chọi với trời Phật không. Hồi từ xưa đến nay lời của thầy với lời của Đức Trạng Trình hoặc là Đức Phật thầy Tây An, Đức Sĩ Giải Văn Phai có di dịch không? Thậm chí luôn ông Ban, luôn ông Tiên Tri cũng vậy, có di có dịch không? Vì đây là trong cái giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương lãnh lệnh trời bài khai, vì có cái sứ mệnh để xuống đây tận độ chúng sanh, để dìu dắt chúng sanh, có nghĩa là thời kỳ cùng cuối. Bởi Đức Thầy mới nói chí dốc một lời ta độ tận,
dắt chúng lánh xa cảnh mộng sầu. Thầy có cái lọc tâm từ bi để thương xót chúng sanh vì chỗ đó mà thầy thể hiện xuống cái tỉnh An Giang để tận độ. Thì hôm nay mình ráng gieo duyên, dầu mình chưa có duyên, chưa có tu với Phật trời, với Phật, với thầy tổ, thì mình cũng phải ráng gieo duyên trong một hiện cái kiếp này nè, để mình làm hiền nè, đặng mình lo mình hoài đầu thức tỉnh ăn năn, đặng mình mới sống sót được nè, đặng mình mới nối đời được. Còn giờ phút này mà đi hỏi không biết có hay không, rồi mình bằng là ông Phật không mà đi nói. Trời Phật là ra cái cơ pháp để mà đánh thức chúng sanh để lo tu hành, mà không lo không nghe mà trở lại còn đi mà mờ hồ đi hỏi. Mình đâu phải mình bằng ông Phật không mà bằng thầy không mà mình đi gợi ý lên cái ý đề này câu hỏi là gì. Nó hoặc có lắm khi nó nói vậy chứ không có, chắc mình hơn ông Phật, hơn Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vậy Tư Hoàng xin khép lại cái chỗ này để Tư Hoàng nói tiếp tới về vấn đề coi như là cái sự giờ mà diễn biến của trong cái Thất Sơn Bào Nhiệm, trong cái vùng bảy núi này đó. Đức Thầy cho biết đó là có nghĩa là bảy cái núi này là bảy cái núi báo, có nghĩa là ngọc ngà châu báo không trong bảy cái núi này đó. Cái thứ nhất là Thiên Cẩm Sơn, là núi cấm đó. Vì núi cấm sau này là có một đền vàng nha, rồi trong đó có lưu ly sa cừ pha lê đó, rồi có rồi coi như là có khổ lư, có cái hào quang của Đức Phật là chiếu diệu 18 đó, bây giờ hiện trong cái cảnh giới Ta Bà này đó. Và Đức Thầy cho biết là dân chúng hoàn cầu xem rực rỡ, hoàn cầu đến đó ấm cùng no, đến đó là đến cái chỗ núi cấm. Vì vậy mà hôm nay đây là Tư Hoàng xin chia sẻ xác thực rõ ràng nha. Vì chỗ này nó có chỗ là chừng núi cấm lầu son lộ vẽ thì người già quá trẻ dân ơi đó, chứ không phải nó đơn giản lãnh định trời bài khai để đánh thức tỉnh chúng sanh trong cái thời kỳ cùng cuối. Có nghĩa là thầy đã nhắc nhở vậy, biểu mình ráng tu ráng làm hiền ráng niệm Phật để mà nói đời coi đời. Còn bây giờ mình không lo không nghe mà trở lại còn đi hỏi han làm gì, bây giờ là chết đầm ấm rồi. Nội cái chết dịch bệnh vừa qua không là mình thấy có nghĩa là khủng khiếp mà. Cái cơn dịch bệnh này mình thấy chết rồi coi như là không tả nổi cả một cái thế giới Ta Bà này rồi. Và hai cái nữa là bây giờ mình thấy là coi như là quy quýt corona đó, bây giờ nó sắp tái phát trở lại một cái nữa này. Rồi thêm cái đất nước Việt Nam chưa có sụp đất, chưa có sóng thần, thành thử mình chưa thấy. Chứ bây giờ sụp đất rồi coi như là không biết bao nhiêu nước này. Mà sống thần cũng vậy, mà mỗi lần sống thần vô chết cũng mấy chục ngàn người. Như vậy thì thử hỏi cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước chứ cái đời nó tới chứ. Chứ thật sự ra Đức Thầy đã khẳng định năm 39 là hết đời rồi đó. Đức Thầy là lãnh sứ mạng trời ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão năm 1939 lập giáo lý đầu tiên ra, thì nó hạ quân này đã hết đời rồi. Mình đâu không có tin. Vì cái chỗ mình thiếu đức tin mà không có duyên với Phật Pháp, và từ chỗ đó mình không tin tưởng rồi không nghe rồi trở lại tới giờ này 2023 rồi còn hỏi cái gì nữa vậy. Muốn hỏi thì ra ngoài Trung Đông ấy, ra chỗ mà hai cái nước mà Israel với Hamas đó đang đánh nhau đó, ra đó hỏi. Dạ. Anh thử từ cái chỗ này mình thấy rõ ràng là chiến tranh nó đã bùng nổ lên rồi, vậy rồi đó mà còn hỏi. Còn hang gì cái gì nữa, đã khẳng định là Đệ Tam Thế Chiến nó bùng trong cái tháng 10 năm mẹo này nè, là bắt đầu nó khởi sự là Đệ Tam Thế Chiến rồi nè. Nhưng mà thầy cho biết là đầu tiên là nó ngoài Trung Đông, nó đánh ngoài trước. Rồi màn 2 là tới Biển Đông, màn 3 là tới cái vùng Thất Sơn Mầu Nhiệm là kết thúc chiến tranh, kết thúc Đệ Tam Thế Chiến. Rồi bây giờ ở ngoài đang đánh, mình thấy rõ ràng nó đánh mấy nước ngoài mà ở trong này không chưa tới là bắt đầu còn lưỡng lự. Rồi chừng nào mà tới bảy núi đó ha, máu chảy thành sông tới chừng đó nó coi chừng niệm Phật mà không kịp. Chẳng qua mình không có cái duyên với trời Phật với thầy tổ, từ cái chỗ đó mà cứ lưỡng lự nan nghi rồi hỏi tới hỏi lui hoài nhiêu đây, rồi tới giờ tới chuyện rồi hỏi đó. Vừa qua rồi nó nghi quốc corona đó, cái bệnh trời đó, cái bệnh cái cơ tận diệt đó, chứ không phải cái bệnh này mà nói thường đâu. Cả một cái thế giới Ta Bà, đất nước nào cũng đều chết mấy chục ngàn không, vừa qua rồi mà cũng chưa sợ nữa sao. Rồi bằng không thì qua hiện bây giờ này, qua như Thổ Nhĩ Kỳ nó sụp đất cái chết mấy chục ngàn, nó qua đó coi có không. Mình biết là cái cơ trời đã tới cái đời đó nó hết, nó không còn rồi.
Vì vậy mà hôm nay cô bác huynh đệ mình ở đây kêu bạn xin chia sẻ góp ý nhắc nhở với cô bác để làm chi, để gắng tu gắng làm hiền gắng niệm Phật ăn chay để mình thức tỉnh hoài đầu hướng thiện trong cái chu kỳ cuối cái đời cùng cuối này, mà không lo mà lo đi nó chết tới nơi bây giờ nữa. Đức thầy đã khẳng định mắt nhìn ngoại quốc thảm thê cho nam ban cảnh khổ cũng kề bên tai đó, không phải thảm đây khổ đó, chứ đừng thấy vậy mà lưỡng lượng. Ở đây tôi hoàng xin chia sẻ để làm gì, hâm lợi những cái lời vàng ngọc, những cái cơ pháp của thầy để nhắc nhở lại cho chia sẻ với nhau cô bác trong nước ngoài nước đó, đều để mà mình thấy như vậy, mình thấy cái đời nó khổ và nó không còn gì nữa hết rồi. Rồi đây chiến tranh mà nó bùng, để tam thế chiến này nó bùng lên ngoài Trung Đông hiện bây giờ, là nói chung là ngoài Trung Đông là ngoài phải chịu là bước qua cái thành trị này là chết không biết bao nhiêu ở ngoài, thậm chí là máu tràn lan ra ngoài không còn bao nhiêu đâu. Dạ. Tại vì cái cơ trận diệt rồi đó, lời của Đức Trạng Trình ngày đó nó tiên tri trước rồi, mà Đức Trạng Trình tiên tri đâu có di dịch, từ ngày xưa đến nay đâu có chịch cái chỗ nào, cái gì nó tới là rõ ràng là ngay chân không. Rồi lời là thầy tiên tri cũng vậy, đây là cơ pháp của thầy cũng vậy, không hoặc của Đức Phật thầy cũng vậy, như Đức Phật thầy tiên tri rõ ràng cái cơ trời đó. Không ai tin trở lại rồi, còn bây giờ mình thiếu có đức tin, chẳng qua là mình không có tu không có hiền, phải mười phần hết bảy còn ba, hết hai còn có một mới ra thấy mình như vậy, thì mình thấy ra bây giờ có hay là không, hay tới hay là chưa. Chứ năm 39 thầy nói hết rồi, đúng ra năm 36 bính tý là không còn. Dạ. Đức Sư Giải Bán Phai ngài đã khẳng định rồi, ngài tiêu diệt từ năm bính tý đó, chứ không phải tới là bước qua năm 39 thầy lật giáo lý ra, thầy khai sáng đạo hạ quân này đã hết đời, còn mình đâu có tin. Mình nói chưa, còn qua thấy vậy cho con đây đây nè, tại vì cái đời nó đã hết rồi, nhưng cái ngày giờ thiên định nó chưa tới, khởi sự chiến tranh để tam thế chiến nó bùng nổ lên vậy đó mà cũng còn chưa tính. Nhưng mà thật sự ra mà nhìn ở ngoài Trung Đông có hay là chưa, rồi chừng nào mà ở ngoài mà nó không có đánh thì nói à chưa có, còn cái này rõ ràng là mấy nước nó đánh rồi. Rồi đây cái thành trị này ngọ mùi này nè, ngang 4 năm này là ác liệt nè, chúng sanh thế giới ê hề thay thi á. Vì chỗ này mà tôi hoàng muốn nhắc tới nhắc lui hoài, nhắc để chia sẻ cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước gắng tu trong cái thời kỳ cùng cuối này cô bác ơi, chứ không còn gì nữa đâu. Nó đã tới cái giờ nó hết cái đời rồi, có nghĩa là quy cổ diệt kim rồi, tận diệt cái đời hạ quân mặc pháp này để nấu dựng lên cái đời tăng dân thánh đức. Vì vậy đây là cơ trời rồi, cái tuồng hát này là của cơ thiên đã định rồi. Mình ở dưới này mình cứ lưỡng lự hoài mà chết tới nơi hôm nay nội xin lỗi mà nói nữa nha, ngày nay thấy vậy chứ ngày mơ chưa chắc gì còn. Mình thấy có giờ giây phút này mà thành nữ tư hoàng muốn nhắc cho cô bác huynh đệ mình trong nước ngoài nước gắng tu gắng làm hiền gắng niệm Phật đi cô bác ơi, chứ không còn gì nữa để nói đâu. Và cái diễn biến này là thầy mình về luôn hả sư huynh? Để nói lớn lại chứ cái diễn biến kỳ ba này là thầy mình về luôn hả sư huynh? Đúng rồi, thầy không về làm sao, thầy không độ làm sao mà còn sống sót được cái cơ trận diệt. Nhưng mà tới cái giờ rồi, có nghĩa là cái lệnh trời rồi, thầy coi như Đức Ngọc Hoàng đã đưa cái sắc lệnh xuống, là thầy lãnh cái sứ mạng thành thử thầy thái thế thiên hành đạo. Vì chỗ này mà thầy tận độ chúng sanh á, thầy không cứu không độ làm sao sống nổi. Nhưng mà đây rõ ràng là cái ngày thầy về nó sát bên lít, thầy phải trở lại chứ, thầy ra đi này hẹn mấy đoạn là lần ba lần mà thầy đã liền trở lại mà không có cho được. Vì vậy mà hôm nay xin đưa với cô bác huynh đệ chuyến này là thầy về nè, rồi cô bác huynh đệ tới chừng đó nó diễn kiến thầy rồi mới biết mới thấy được cái phép màu của Phật của thầy, cái cơ pháp. Xin lỗi mà nói là tới chưa tới ngày giờ đó, Đức thầy đã khẳng định chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta là phép của trời của Phật đó. Tới chừng đó thầy dùng phép màu là để lập lại cái để mà cứu đời thánh, qua đời thánh đức thượng quân. Rồi mình hôm nay mình không có chưa có thấy được cái gì hết, rồi bắt đầu mình không lo làm hiền lo niệm Phật lo tu, chắc gì bây giờ ví như bây giờ mình con người mình sống vĩnh viễn được không, trước cũng chết sau cũng chết thôi. Nhưng mà có cái hiện bây giờ có nghĩa là tại vì chẳng qua là chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên,
vì cái chỗ rồi người tàn bạo rồi này gây ra chiến tranh để mà giết tất cả chúng sanh trong cái chu kỳ cùng cuối này. Vì chỗ đó mà thầy thấy như vậy mà thầy lòng từ bi của thầy đem cái cơ pháp chúng báo tin để cho mình thức tỉnh, đặng mình lo tu lo hiền lo niệm Phật, đặng mình mới sống sót được nó rồi. Giờ lúc này mà còn không lo để đến việc nhảy chôn mà nhảy lọt ngoài khơi chứ không phải nói nó đơn giản đâu. Anh thử hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nữa, cô bác ơi ráng làm hiền, ráng niệm Phật, ráng lo tu đi. Tư Hoàng để nhờ chia sẻ đây là thật lòng rồi, vì cái cơ trời đã đến cái đời nó không còn rồi, cái cơ tận diệt rồi. Yeah. Chỗ này mà hôm nay mà Tư Hoàng mới gợi ý lên thành thử ra để mà chia sẻ với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, Tư Hoàng chỉ mong cầu cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước ráng tu ráng làm hiền thôi, chỉ có bao nhiêu thôi. Bây giờ thành thử ra nếu để hỏi cái câu nói này ngày kia mà không có là làm sao, thì bây giờ trước mắt cái trời hoặc là cái cơ của Đức Trạng Trình từ xưa đến nay đã bài khai rồi, không lẽ Đức ông Phật ông lâm phàm mà Phật đi nói dốc mình sao mà mình lưỡng lự mà hỏi là chưa có là hoặc không có hoặc là có hay chưa. Đức thầy đã khẳng định, Đức thầy nó lầu đài núi cấm lộ nên mai sẽ gán tu gán làm hiền đi, xin tôi cô bác huynh đệ gán làm hiền chút thử coi núi cấm nổ không, chừng nào núi cấm mà không nổ tới chừng đó hả nói Phật nói giống, thầy nói giống, tới chừng đó hả nói đừng có giỏi, bây giờ lo niệm Phật đi chứ coi chừng mà chôn không kịp. Đây là Tư Hoàng xin chia sẻ thật sự nha, lời tiên tri của Phật của thầy nha, của một vị Phật lâm phàm chứ không phải của phàm đâu mà nói mà nhiều khi có nó không không nó có. Đức Phật thầy là Phật, một vị Phật lâm phàm để tận độ chúng sanh, lãnh cái cơ trời vì lòng từ bi của thầy. Còn mình hỏi cái câu hỏi này hỏi lỡ không có rồi sao, câu này là của phàm của chúng sanh chứ không phải của Phật. Đức Phật biết quá khứ vị lai, vì hai nữa là lãnh sứ mạng trời để bài khai. Rồi hôm nay mình không lo tu, không lo làm liền, không lo niệm Phật, rồi trở lại đây hỏi một câu hỏi phải nói thật luôn là quá là phàm phu luôn. Yeah. Phàm mà biết cái gì? Thành thử ra từ cái đó đây mà cơ trời đã định rồi. Đức thầy đã khẳng định câu nói này bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại. Có hay là không? Cái cơ tận diệt để lập đời thánh đức thượng quân. Mình hôm nay không lo làm hiền, không lo tu, không niệm Phật để mà nói đời đây, để chút xíu nữa là xác không còn mà hồn cũng tiêu đây nè, rồi tới chừng đó lấy gì hỏi rồi lấy gì mà không tin. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ cái clip này, xin thưa với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước nghe lời Tư Hoàng, ráng làm hiền, ráng niệm Phật, bây giờ làm hiền cũng ngon lành, làm hiền sau này mình cũng giữ được cái hội long quan, tặng mình qua đời thánh đức thượng quân nói đời. Còn bây giờ mình không lo gì hết, coi rồi phải thân mình tự trị chứ, chẳng độ xong Phật khó dắt diều đó. Thả thiền từ bến giác nâng điêu kệ hiểu đạo mau mau bước xuống. Mình không lo làm hiền, không sửa trao tâm sửa, mà sửa tánh gì hết. Rồi trở lại rồi bây giờ tới chừng đó rồi làm sao mình sống còn yeah. Sống nổi. Vì đây là cái cơ cận diệt. Nhưng mà hồi đó vợ cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước đây, tôi hoàn xin chia sẻ thật tình cái quy quốc vừa qua rồi có chết không? Các nước thế giới có chết không? Chết mấy chục ngàn không, mà con người ta ví dụ bây giờ 100 người như 1.000 người, như mà một nước chết mấy chục ngàn, 70-80 ngàn là nước ngoài vậy. Vừa qua rồi thì có bác huynh đệ mình thấy rõ ràng có hay là không chết không, nó như là Thổ Nhĩ Kỳ sập đất có chết mấy chục ngàn là có không, bây giờ chết vậy rồi. Rồi giờ chiến tranh cũng vậy, chiến tranh giờ mấy nước ở ngoài nó chết kêu bằng là coi như khủng khiếp rồi, mà ở trong này nó chưa tới mà còn mà chưa tới đất nước Việt Nam chưa tới màn ba mới tới. Rồi ở trong này bắt đầu chưa có gì hết, muốn la làng hả? Muốn la làng ra ngoài Trung Đông ngoài la đi. Ra ngoài là la. Sợ mà bước không nổi hết chứ. Đây nè, rồi đây rồi tối trời tối đất nè, 7 ngày đêm bật lối trời trăng nữa nè. Con người mình đê mê thất tỉnh nè. Chúng sanh điêu linh nghiêng ngửa nè, nó còn nhiều cái chết lắm. Chứ không phải nói không chết đâu. Nội cái đất Đức Thầy nói hoàn cầu trái đất chuyển xây nè, gớm ghê cho chúng hơi thay muôn ngàn nè. Muôn ngàn á, con số muôn là cô xin tôi cô bác huynh đệ biết bao nhiêu không, 10 ngàn đó mà muôn ngàn như vậy đó, nhắm còn á cái cơ tận diệt rồi. Xin thưa với cô bác huynh đệ mình ráng làm hiền, ráng niệm Phật đi, nghe lời Tư Hoàng ráng làm hiền, ráng niệm Phật
để mình sám hối ăn năn hoài đầu hướng thiện thì mình mới có con đường để sống sót lại nối đời, hoặc là giữ được cái hội Long Quang. Còn cái này mình không lo, đã chúng sanh đã nằm trên cái thớt rồi, dí nhiều con cá mà nằm trên thớt rồi mà chưa hay, nội cái chết vừa qua không biết bao nhiêu cái chết này, dịch bệnh chết cái muốn hơn mẹ nó là 4 lần 3 rồi, rồi thêm có cộng cái sụp đất sống thần rồi chết tới cái nữa, rồi bây giờ chiến tranh nó bùng lên cái nữa rồi thử hỏi như vậy còn không? Dạ thì thưa sư huynh thì người ta cứ là không tin sư huynh những cái lời mà rồi được mặt mình nói đó sư huynh, rồi những người không tin như vậy người ta có tội không sư huynh? Tội nha, ai tội thì nói chị, có nghĩa là không tin mình, không tin có nghĩa là mình không khác nào mình đem những cái lời của mình nói là trời Phật nó dốc cái láo, nói như đó không đủ chết vậy. Mà tội cái gì, tới chuyện đó sợ tới giờ rồi xác không còn hồn cũng tiêu nữa, chứ đừng có nói tội chứ không tội. Mình đã nằm trên thớt rồi, đã chết con người, đã chết thấy mình thấy ngoại cảnh là mình cũng biết rồi. Khi không như vậy quy quốc corona chết cả thế giới vậy sao? Rồi cái thứ hai ví dụ là nước sập đất có chết mấy chục ngàn vậy sao? Hiện bây giờ nè, Trung Đông ngoại đánh nhau nó chết kìa, mà dân chết không biết bao nhiêu rồi đó. Như vậy thì thử hỏi có hay là không? Đây là cái cơ trời đã định rồi. Mình đáng lý ra cái lòng từ bi của Phật của thầy bài thai để thức đánh thức mình, để cho mình hoài đầu hướng thiện mình tu. Mà mình không lo, mình lo không thân coi rồi mình phải lo cái thân mình, mình phải biết ăn năn, phải biết hoài đầu hướng thiện. Đức thầy đã khẳng định ai mà ta dạy chẳng dình nữa sao đừng trách mất tình yêu luôn. Dạy mà không nghe đó tới ngày giờ đó coi như là cái cơ tận diệt đó nè, gọi là phải xử đó, xử phân những đứa vô nghì á, chứ không phải nói đơn giản đâu. Hoặc là kẻ gian ác bị gươm ba thước nên pháp càng trị kẻ hung đồ đó. Có dạng không tin không nghe đó là hung đồ gian ác không đó. Về đây tạm ngưng đạo đức ít ngày thầy qua, hoặc là chừng nào thầy trở lại gia chung thì trong bổn đạo bóng trùng phụ che. Rõ ràng đây là thằng ngày thầy ra đi á, mà thậm chí thầy nói với ông Út, nói về cái sự thật luôn á, là nói với ông Út nữa tôi đi sao là tôi về vậy đó. Không vậy sao được, với ai nói thầy lãnh sứ mệnh trời mà thầy đứng lên đi mà dựng lên một cái tôn giáo dạy đạo cứu đời mà tới thầy không trở lại, tới chừng đó ai chấm? Rồi ai xử? Chứ Đức thầy nói non thần gian chuyển khùng ngồi xử phân đó, khùng là thầy. Vì vậy mà tới ngày giờ thành thử ra đây là cái sứ mệnh một vị, một ông thầy giáo dạy mà bây giờ ông không chấm điểm, không chấm thi, ai chấm đây? Vậy mà hôm nay thầy phải trở lại khẳng định luôn. Nhưng mà đây là Tư Hoàng xin hé về cái ý đề này nha, chứ Đức thầy còn nói là cái mệnh đề này rõ ràng là Bắc Nam chờ đợi cuối thình đó, chờ mà đợi nữa nghe. Cuối thình là đầu cái tỷ đó, sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta đó, rồi chút xíu nữa bước qua cái năm tỷ coi thử coi có thấy thầy không, có diện kiến thầy không. Bây giờ mình lo làm hiền, mình lo niệm Phật đi, chứ còn không lo làm hiền, không lo niệm Phật coi chừng chưa tới mà thầy là chưa là đã xác hồn không còn đây nè. Cái đệ tam thế chiến này mà nó bùng lên vũ khí hạt nhân không, tới chừng nó bùng lên cái tối trời tối đất, tới chừng nữa trời ơi đất khởi đó, mang khổ mình vì bởi không tu đó. Ở thành thử ra mà Tư Hoàng đăng lên cái clip này để chia sẻ cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, ráng đủ duyên với Tư Hoàng để nhận thăm nóng lại, để cho cô vợ cô bác mình để hoài đầu hướng thiện, ráng lo tu, ai ăn để no, không ăn là đói, không ai ăn thấy ai được, có ai tu nấy đắc đó, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, bắt tu bắt đắc. Vì chỗ này mà Tư Hoàng mới chia sẻ với cô bác huynh đệ mình trong nước ngoài nước, chứ thật sự ra chứ giờ phút cuối cùng rồi thì nó rõ ràng là có rồi, chứ còn cái gì nữa mà không khóc hả? Vì cái đệ tam thế chiến này ở ngoài Trung Đông, ngoài là có nghĩa là ngoài Trung Đông nó là khóc hòa rồi đó. Nhưng cha mẹ bồng con vợ khóc hòa, có nghĩa là cha bồng con có nghĩa là chạy giặc đó, chạy chiến tranh đó. Vợ khóc hòa đó, rồi tan nát sớm diền khổ dữ la đó. Nó bây giờ Trung Đông ở ngoài Hamas Israel đó phải tan nát không, có nghĩa là thành phố mà nó phóng tên lửa vô không, hỏi thử hỏi rồi phải tan nát không? Nhà không người ở, ông nói trước đây là lời của thầy tiên tri trước rồi, có ai là không, nhà không người ở đó. Như hai mấy cái nước Trung Đông ở ngoài giờ đang đánh với nhau, có ai ở, có ai dám ở nhà không? Được ở chỗ này với cái cơ trời đã định, thầy đã lòng từ bi của Phật của thầy đã bài khai để
để tận độ chúng sanh, mà trở lại mình không có cái duyên rồi, rồi mờ hồ lưỡng lự, thành thử tới giờ có chừng chưa tới giờ mà xác không còn hồn cũng tiêu. Chứ thật sự hiện bây giờ đang đánh ngoài còn cái gì nữa mà không tin. Mình đâu phải mà mù quáng mà để đi mà hỏi han ở vụ có hay là chưa tới hay là chưa, đó là quá mù quáng rồi. Bà Đức Thầy nói sầu cho ba tánh hết mù rồi tới đuôi á, chứ phải hết mù rồi tới sáng nó đỡ, hết mù rồi tới đuôi nữa. Yeah. Câu nói này coi như là nó không còn gì nữa đâu nha, xin thưa với cô bác huynh đệ. Còn cái người có cái duyên với Phật pháp rồi, hiện giờ người ta làm hiền mà chữ người ta làm hiền mà người ta muốn là phải thiệt hiền nữa. Còn cái này không lo hoài đầu, không lo thức tỉnh năng mà còn trở lại cái là mù quáng si mê. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin đưa cái clip này để nhắc nhở với cô bác, chia sẻ nha cô bác ở trong nước ngoài nước. Cô bác ơi ráng làm hiền đi nghe lời Tư Hoàng để góp ý tôi, ráng làm hiền, ráng niệm Phật đi, đặng mới còn sống được nối đời. Vì cái cơ tận diệt, cái cơ trời đã hết rồi, cái đời hạ quân này nó không còn cùng cuối, hạ quân này đã hết đời rồi, chứ phải còn đó. Năm 39 mà thầy khai sáng đạo thì nó hết đời rồi. Bây giờ 2023 rồi, nạn tai dồn dập. Lúc này là cái lúc nạn tai dồn dập sớm làng còn chi. Hết đâu tới Á nè. Trời xe Âu Á bốn phan, mà nước tràn bờ cõi nữa, khó ăn trời kỳ đó. Chuyển lưng bỏ bực biên thì ngửa nghiêng trời đất mới lập kỳ thượng quân. Xin cho cô bác huynh đệ nha. Đây là Tư Hoàng xin nhắc lại lời vàng ngọc của thầy, để cho cô bác huynh đệ cùng Tư Hoàng ráng thức tỉnh hoài đầu, ráng làm hiền, ráng ăn nên. Ở đây Tư Hoàng xin chia sẻ bằng hết lời của Tư Hoàng để mà chia sẻ với cô bác. Dạ thì thưa huynh, thì thầy mình có nói là sau này còn một cuộc chiếu manh giành xé là ở nơi nào hả chú huynh ha? Thì Đức Thầy nói còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu, né một nơi là một chỗ mà khẳng định là thầy nói ngay núi Cấm. Phải vì chỗ núi Cấm mới có chiếu manh, chứ không có chỗ nào mà có chiếu manh. Chữ chiếu là sáng, chiếu manh là tủa ra, có nghĩa là chữ chiếu là nó sáng ra. Vì ở sau này mà núi Cấm mà nổ rồi, thầy nói ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ là một đền vàng. Tới chừng đó cái phổ lư ở trên có cái hào quang của Đức Phật, mà Đức Phật cho biết là hào quang, thầy cho biết hào quang chư Phật gọi mười phương lần, chứ không phải nói thường. Thành thử ở trên mà chụp xuống ở dưới này, cái thằng vàng nó túi ra, nó chiếu ra, thành thử ra Đức Thầy đã khẳng định còn một cuộc chiếu manh giành xé, có nghĩa là cái núi Cấm sau này mà nổ ra rồi đó, có nghĩa hào quang hoặc rồi một đền vàng, luôn cả lưu ly sa cừ pha lê hổ khách mấy tòa đài cung, và nó chiếu diệu ra từ cái chỗ đó mà 18 nước tranh bá đồ vương nó lại đó, nó giành giật, mà Đức Thầy cho biết là cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Vì vậy mà hôm nay xin khẳng định với lại là ở núi Cấm chứ không ngoài cái núi Cấm được. Trước là ông Năm Chào xuất hiện hồi trước rồi. Tại vì Đức Thầy đã khẳng định rồi, núi Sam sao mất Thất Sơn mới hiện đại. Có nghĩa nổ cái núi Sam trước à, rồi mới tới trong cái vùng bảy núi. Thành thử ra Đức Thầy đã khẳng định rồi, núi Sam sao mất rồi mới tới Thất Sơn mới hiện đại. Thành thử cái núi Sam nổ trước. Mà nổ cái núi Sam rồi là đây là cái tiếng chống lệnh của ông Năm Chào đó. Ông nghe cái tiếng nổ này là đây là cũng như là cái lệnh của ổng rồi, cái ổng tới cái cơ cái giờ của ổng rồi. Rồi từ chỗ đó mà ổng lăn ngang nè, ổng phóng lên cái gì, ổng lăn ngang là coi như là cô lao xịt trước làm đầu rồi, mã long ứng ngữ ra chầu quan thiên rồi. Thanh nữ chụp cái cô lao rồi thì ổng có thần thông ngũ thông, ổng bay lên không trung, ổng bay tới đâu ổng phun lửa cháy tới đó, tiêu diệt hết tới đó, 18 nước còn bó tay với ổng chứ đừng nói một hai nước. Vì ổng là có thần thông ngũ thông, xấu thần chứ không phải xấu thường. Tới chừng đó bởi Đức Thầy mới nói nhìn lần trời lửa cháy liên biên đó, tiêu điều sản vật điền viên thần thông biến quá với miền Trung ương. Vì vậy mà hôm nay xin thưa thành thử với là hiện đại là ông Năm Chào xuất hiện trước rồi mới tới núi Cấm. Đây là rõ ràng là cái cơ trời đã định, vì Đức Thầy đã khẳng định rõ ràng núi Sam sao mất rồi mới tới Thất Sơn. Thành thử nổ mới núi Sam trước, mà nổ núi Sam thì ông trên Năm Chào ông xuất hiện rồi, tới cái giờ của ổng rồi, tới cái ngày giờ là coi như ổng đã thể hiện lên rồi. Nhưng mà không có ông Năm Chào, ông Năm Chào ổng cũng lãnh lệnh trời, đây là cơ pháp 18 nước đầu hàng cũng nhờ ông Năm Chào đó, chứ không có ông Năm Chào 18 nước cũng chưa chắc, nó không có tin. Tại sao mở Đức Thầy nói trong cái bài lô tô đó, cũ yên nhiên tình riêng tham báo đổ máu tuôn rơi, khùng mới nói chơi chưa ba hàng phục. Cũ là 99 18 nước,
nói tình duyên tham báo rồi mới đổ máu tuôn rơi. Rồi khùng mới nói chơi là thầy, nói chơi là thầy nói cái gì chứ ban hàng phục chứ chưa là nhiều, ban là nước, thầy nói chơi là nói làm sao. Tới chừng đó thầy thâu ông Năm Triệu, ông Năm Triệu thầy thâu ông Năm Triệu rồi trở lại thành con Lăng Mã, phải Mã Long ứng nữ ra chầu Quan Thiên thầy thâu lại đó. Rồi 18 nước thầy mới nói chơi câu, mới nói một là 18 nước mà bất cứ nước nào lợi dỗ đầu con nghiệp thú này là ông Năm Triệu, mà nó cúi đầu xuống thầy dưng xá đầu ha. 18 nước mà còn sợ hãi. Chứ đừng có nói một hai nước mà dám lợi ông Năm Triệu gì chỗ đó mà khùng mới nói chơi chưa ban hàng phục. Đây là xác thực là cái cơ trời đã sắp đặt là như vậy đó. Rồi nói hỏi gì hỏi tiếp nữa đi đây. Dạ, đến lúc đó là 3 tiếng sấm định là Thất Sơn Giấy Lộn là cân hiếm nghèo hả huynh? Đúng rồi, Đức Thầy đã khẳng định đây là cái lời Thầy đã tiên tri đã bài khai. Thất Sơn Giấy Lộn là cân hiểm nghèo và nơi phía trước treo leo tiếng khóc, có nghĩa là đứng trước á. Tới chừng đó đứng trước đền đài á, chứ cái người hung người dữ người ác không có vô được, dù có trèo lên cũng tuột xuống nữa, tại vì bốn cửa có tứ thiên dương à, còn phép của Phật Bà nữa. Thành tử tại sao là nơi phía trước treo leo tiếng khóc là đứng trước, và đứng sau lưng hình dốc dãy chân á, đứng dãy chân là khích chân á, mà đứng đó là đâu có yên đâu, nước kia lửa nọ tưng bừng thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai, thời cũng bởi không ai tu niệm. Tại vì cái hạng người mà không tu mà không niệm Phật mà không tin mà giờ này còn lưỡng lự nan nghi, còn hỏi có hay là không, rồi tới giờ đó thành ở cái đền là núi cấm mà nó lộ ra, nó nổ ra rồi một đền vàng, rồi đứng trước đứng sau không mà vốn được, mà đứng đó không có yên. Đức Thầy nói đứng đó phải yên đâu, nước kia lửa nọ tưng bừng rồi thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai, thời cũng bởi không ai tu niệm, không tu mà không niệm Phật làm sao vô được. Rồi đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục bát khắp trần hay dân, đây là xác thực rõ ràng là đây là cái cơ trời đã định rồi. Vì vậy mà hôm nay thành thử xin thưa với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, bây giờ mình chỉ có làm hiền thôi cô bác ơi, ráng nghe lời Tư Hoàng chia sẻ, mong cầu cô bác làm hiền. Dạ thưa sư huynh, chỗ khác nhận trình cho biết là Long Vĩ xà đầu khởi chiến tranh, mà sao huynh nói là tháng 10 lại khởi chiến tranh sư huynh, 14 tháng 10 đó? Tại vì lời tiên tri của Đức Trạng Trình á, là ngài nói là Long Vĩ xà đầu khởi chiến tranh nha. Can qua xứ xứ khởi đao binh, Mã Đề Dương Cước anh hùng tận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Nhưng mà thật sự ra là ngài nói là trong cái 4 năm mà đại là có ác chiến này thôi, chứ còn cái lời tiên tri tháng 10 này đây của Phật Thầy Tây An mà luôn cả của Đức Thầy luôn cũng tháng 10 nữa. Yeah. Có nghĩa là năm Mão tháng Hợi lỵ tuôn dầm về. Lỵ có nghĩa là chết, không phải nói riêng về chiến tranh không. Ví dụ giờ sập đất thì cũng chết mấy chục ngàn. Hoặc là ví dụ sống thần cũng chết mấy chục ngàn. Chữ lỵ là chết, nội bắt đầu cái tháng 10 này là nó khởi sự. Nha. Nhưng mà bước qua cái thịnh tỵ đó là chiến tranh rõ ràng là nó khởi sự. Là xác thực lời tiên tri của Đức Trần Trình. Nhưng mà bây giờ mình thấy cái tháng 10 này ngoài Trung Đông nó đánh rồi đó. Như vậy thì thử hỏi cái tháng 10 này có không? Ở Trung Đông không phải là mấy nước nó đánh với nhau như vậy. Đây là rõ ràng là lời tiên tri của Phật Thầy Tây An rồi. Năm Mão tháng Hợi lỵ tuôn dầm về mà Thầy cho biết là cũng như là 14 tháng 10 luôn. Thầy cũng nói 14 tháng 10 luôn. Thầy nói ngày luôn. Mà hiện bây giờ trong cái tháng 10 này thì mà cô bác huynh đệ mình thấy coi như ngoài Trung Đông đó, bây giờ nó đánh với nhau mấy nước các bạn rồi, 5-6 nước rồi. Rồi thử hỏi như vậy rồi có hay là không? Yeah. Chứ phải chi nó chưa đánh rồi mà nói không có. Chẳng qua là lời tiên tri của Đức Trạng Trình ngài nói đó, Long Vĩ xà đầu có nghĩa là Long là lòng đó, xà là rắn. Như vậy là ý ngài muốn kết thúc là 4 năm này là chiến tranh ác liệt thôi. Còn có Đức Thầy Phật Thầy nói luôn cả nay ngày giờ là để tam thế chiến nó khởi sự, có nghĩa là cái bước đầu nó mới có vô cái vòng một cái để tam thế chiến đó. Thành tử từ cái chỗ này mà thành tử mới có mà ngoài Trung Đông có một vài nước thôi. Rồi đây này qua cái thịnh trị này là cả một ngoài Trung Đông nước nào nó cũng đánh với nhau, có nghĩa là chết không còn cái gì hết á. Rồi tới chừng đó nó mới vô cái vùng là Biển Đông. Thành thử ra Biển Đông mà coi như là mà nó tối trời tối đất ở ngoài Biển Đông đó, rồi coi như là tàu là đại hạ tàu hạm đội đồng mà nó chìm dưới đáy biển hết, tới chừng đó rồi nó vô cái Thất Sơn Mận là cái màn ba. Rồi đây là rõ ràng màn một màn hai màn ba là giảm tuồng hát, không giữ sao được. Máu chảy thành sông đây nằm bằng đâu mà không giữ sao được. Đức Thầy đây là lời tiên tri của Đức Thầy khẳng định rõ ràng này.
nhưng mà cái chu kỳ nào cũng có đóng xương, thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có đóng xương khô. Qua cái chu kỳ này Đức Thầy cũng khẳng định là thay nằm bằng non, máu chảy thành sông. Non là một cái núi, thay người ta mà nằm như một cái núi như vậy đó. Hỏi thẩm thử hỏi coi cô bác huynh đệ còn không, nếu tới giờ cái cơ tận diệt rồi, cô bác huynh đệ ơi, ráng làm nè, ráng niệm Phật, ráng mà hoài đầu hướng thiện,